đã lựa chọn được sản phẩm đèn sưởi nhà tắm cho bé với làn da và đôi mắt nhạy cảm trong mùa đông này chưa? Nếu chưa thì hãy đừng bỏ qua dòng sản phẩm đèn sưởi nhà tắm Hezen Avinu 10 này nhé. Đây là sản phẩm đèn sưởi nhà tắm với 3 tính năng rất đặc biệt, đó chính là chống nước, chống chói cũng như là tuổi thọ của bóng đèn lên tới 20.000 giờ, tương đương với 12 năm. Với tính năng là chống chói thì đèn này sử dụng một bóng hồng ngoại dạng ống và có thể chống chói toàn phần, rất là phù hợp so với làn da cũng như là đôi mắt nhạy cảm của bé. Thứ hai đó là chống nước, đây cũng là sản phẩm có thể chống nước được hoàn toàn theo tiêu chuẩn chống nước là IP65. Và để sử dụng đèn này thì cũng rất là đơn giản, chúng ta có thể sử dụng theo công tắc điều khiển 3 nấc ở bên hông của đèn. Hơn nữa chúng ta có thể sử dụng về điều khiển này có thể điều chỉnh về chế độ của đèn với 6 công suất. Và khi mà các bạn sử dụng thì các bạn chỉ cần bật công tắc ở bên hông đèn, sau đó là nhấn nút on ở trên phía điều khiển, sau đó sử dụng nút lên và xuống để điều chỉnh về công suất của bóng đèn thôi. Như Đinh Trang đã giới thiệu thì tuổi thọ của bóng đèn này cũng rất là dài, lên tới 20.000 giờ, tương đương với 12 năm. Và giá bán lẻ của dòng sản phẩm này chỉ với giá là 2.200.000 đồng. Và hơn nữa, chế độ bảo hành của sản phẩm cũng rất là hấp dẫn, bảo hành lên tới 5 năm cho cả phần thân đèn và bóng đèn. Và trong mùa đông này, hãy dinh ngay một em Avinu 10 này để bảo vệ sức khỏe cho bé yêu của nhà các bạn nhé.